Chào mọi người, đã quay lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Rồi, mọi người xem video mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, mình theo dõi kênh nhớ vô bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới đăng ha mọi người. Mới đăng thì nó sẽ thông báo về cho mọi người nhanh nhất. Đây là cái máy dò kim loại ha. Nằm về cái máy dò kim loại nó mới tinh, chưa sử dụng, chưa bóc cái siêu màn hình, là còn ni lông đựng bao luôn của Nasonal ha. Tí nữa mình về sẽ giới thiệu qua. Rồi đầu tiên về hai cái tai nghe mọi người, hai tai nghe của thằng hai tai nghe Bluetooth của Nhật đây. Nó có 500 hết lận ha. Cái này mình đeo hai bên tay vòng lên cổ á. Đó, nó có đổi là bên trái bên phải nha mọi người. Nè, L nè. Đây R, R là right là bên phải ha. Đó, bên trái. Ở đây là nguồn nha. Nó lên nguồn rồi, lên nguồn chớp xanh. Còn mới lần đầu kết nối thì mọi người bấm giữ nguyên cho đến khi nó chớp xanh, chớp đỏ. Đó, giữ nguyên một hồi thiệt lâu, nhìn khi mà nhìn thấy nó chớp xanh, chớp đỏ rồi thì nó sẽ cho phép mình kết nối trên cái điện thoại của mình vô phần Bluetooth đó. Mọi người sẽ thấy hiển thị cái tên của cái sản phẩm này ha. Này là Elicom nè. Elicom. Cái này pin test hết rồi nha mọi người. Xài cũng khá là lâu, 3-4 tiếng. Âm thanh thì khỏi bàn bàn luôn, rất là chất. Nghe nhạc rất là hay luôn. Nè mọi người coi cái tai nghe nó dày nè. Là cái phần này là cái mic, cái loa trong đây nè. Có mic luôn nha mọi người. Mic nó nằm dưới đây. Cái này cũng có mic luôn nha. Mic nằm đây nè. Nè. Cái này của Sobit. Đây hai cái nha. Một cái Sobit, cái Elicom. Rồi. Cái này là 450 ngàn một cái nha mọi người. Mã là 137.1. Để em viết thêm cái mã nữa cho mọi người dễ chọn ha. Rồi. Đây coi cái tai màu đỏ này của Elicom ha. Elicom có mã là số 1. Rồi cái thằng này Sobit là mã số 2 nha mọi người. Tai màu xanh nè. Hai thằng thì âm thanh rất là hay, chất lượng như ngang nhau. Kết nối Bluetooth cũng khá là xa nha mọi người. Đi vòng quanh 5m, 5-10m nè, tùy theo có vật cản hay không. Nếu mà trống thì khoảng 10 mét cũng được. Rồi tiếp theo về một cây búa Robert. Cái này Robert đọc cái tên là thấy thương hiệu của châu Âu mọi người. Rất là nặng luôn, nhìn nó hon hon vậy nhưng mà thép nó rất là nặng. Nó làm thép đúng là của châu Âu. Đây. Rồi Money nha. Của Đức ha mọi người. Của Đức. Đức như là Đức dòng xưa. Đây nhìn thép nó rất là đã.
cầm bên ngoài thấy nó rất là chắc tay. Cái búa này búa chắc chuyên dụng gì á, không có chuyên gần về mấy cái mỗi loại ha, tại vì nó thiết kế ra rất là nhiều loại để công dụng nó khác nhau. Như cái búa này đầu rất là nhỏ nhưng mà nói chung là nhìn nó rất là đẹp, mình để trưng bày cũng ok, sưu tầm. Chiều dài nó là 28 nha mọi người. Cái đầu búa là 10 18. Chiều dài trên đầu là 18 cm. Cái đầu búa là 18 mm nha. Đây. Đây chốt đồng luôn. Cán gỗ, ốp gỗ nha. Nhìn rất là đã. Giá 600 thôi nha mọi người. Mã là 137.2 ha. Rồi, tiếp theo về một cây cưa cành bonsai. Cây này mới chưa sử dụng nha, tại vì nó rỉ rỉ đây nè. Mọi người xài rồi thì bôi có dầu vô là nó hết rỉ rồi. Nè, không ăn thua gì hết. Chà nhẹ cái nó ra mọi người. Cái này em chưa có chà luôn, chưa có vệ sinh. Lưỡi chưa sử dụng nè, mới. Lưỡi chưa sử dụng. Rất là bén. Lưỡi 210 mm ha. Hàng này nội địa Nhật. Cán gỗ. Rồi, à, cái cưa xếp là được nha. Đó. Mã là 137.3 nha, 150 nha. Tiếp theo là tuyển được một cái gọi là ống nhòm. Ống nhòm này là zoom nha mọi người, ống nhòm này chuyên zoom. Tại vì nó nhìn rất là xa nè. Thông số nó là 20 100 nhân 27 mm. Nhật sản xuất. Thường ống dòm đa dụng là 20 50 thôi nha mọi người. Đây là 20 100. Nó nhìn rất là xa. Ống chuyên zoom á. Tình trạng nó còn rất là đẹp, kính đồ không có bị chày nha mọi người nè. Có bụi li ti thì có. Kính không bị chày. Kính rất là đẹp. Đây đây là điều chỉnh cho nó nét ha, lấy nét. Còn đây điều chỉnh độ cận nè, cái cộng trừ này là độ cận của mắt bình thường nha mọi người, giống như trên máy chụp hình nha. Nó cũng có điều chỉnh độ cận. Ở đây là zoom nè, là cái zoom zoom ở đây nha. Đó. Kéo này cái hấu kính nó sẽ ra xa gần đó. Nó dùm đây lấy nét, mỗi lần điều chỉnh cái vật mình cần coi là mình phải chỉnh lấy nét nè. Cận này thì chỉnh sẵn rồi, chỉnh cho phù hợp với mắt của mình, chỉnh cho cái này cho phù hợp nữa nè, rồi lấy nét thì nó mới rõ được nha. Nói chung phải cầm thấy chắc tay, tại vì nhìn xa nó rất là bị rung nha mọi người, rất dễ bị rung. Người cầm phải chắc thì nhìn nó mới tốt. À, nói chung là con này rất là đẹp, hấu kính là đẹp, có bụi nhưng mà không cần để vệ sinh mọi người vẫn nhìn tốt. Đây còn dây đeo zin luôn, này nó ốp da. Rồi hai cái chụp, hai cái nắp đậy vẫn còn luôn mọi người. Rồi, cái ống nhòm này có mã là 137.4 nha. Giá 800 ngàn. Kích thước khá là nhỏ gọn nha mọi người. Đây 11.5 cm. Bề ngang là 10 cm ha. Rồi, tiếp theo đây. Cái đèn. Cái đèn ngủ nha mọi người. Một cái đèn ngủ rất là đẹp, nó bằng thủy tinh nè,
nguyên cái chó bằng hy tinh, cái vỏ bằng hy tinh. Đèn ngủ này xài điện 100V nha mọi người, 40W, nó ra ánh sáng rất là vàng, rất là đẹp luôn. Cái đèn ngủ này em tặng cái ổ khóa nha, một cái đèn ngủ tặng kèm cái ổ khóa này luôn, khóa inox thép không gỉ nha, của Nhật, chìa zin luôn, khóa này full inox nha. Hiệu này Nhật nè mọi người, Japan. Để em test cái đèn ngủ này cho mọi người coi cái ánh sáng đó nha. Để lấy cái biến áp ra nè. Rồi em test cái đèn ngủ này cái nha. Đây cắm điện rồi nha mọi người. Nè. Đó, ánh sáng nó vàng rất là đẹp. Này tắt điện trời tối ban đêm nữa rất là đẹp luôn nha, nó vàng. Rồi. Cái này nó bằng thủy tinh trong suốt rất là đẹp. Dày. Để em đo kích thước. Rồi, cái đèn ngủ này có mã là 137.5 ha, giá 450.000. Tiếp theo là một cái tripod. Tripod Wellborn, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật. Wellborn mini tripod nè, dòng này là mini nha mọi người, hiếm, rất là hiếm gặp, tại vì nó rất là nhỏ gọn. Đây nó xếp gọn lại nè, đúng gọn luôn. Rồi đó, nó gọn như vậy nè, kích thước nó khi xếp lại là 22 cm ha. Rồi bung chiếc. Bung ra hết cỡ nè. Chân nó là 3 đốt mọi người. 3 nắp. Đây, dòng này quay rất là thoải mái nè. Cái đầu bi của nó quay rất là tốt đây. Đó. Quay rất là êm. Dùng quay phim rất là ok nha. Này Nhật sản xuất nha mọi người, made in Japan luôn. Đây cái chiều cao mở ra của nó là tối đa là 42 cm ha. Tripod mini. Toàn thân cái này là bằng nhôm mọi người, nhôm hợp kim rất là chắc. Nó cứng lắm. Chịu lực cũng ok. Rồi. Tripod này có mã là 137.6 nha, giá 950.000.
Đây có thể mình có thể điều chỉnh cho nó nhẹ hay là nặng nha mọi người. Đây nó có ốc đây nè, nè ốc lục giác nè. Vặn vô là xong. Đó. Đây xếp gọn lại nó vẫn đứng luôn. Rồi tiếp theo đây, một cái về cây hước gốc rất là mới, như mới luôn nha mọi người, chưa sử dụng luôn, nó còn nguyên trong cái bao ni lông. Này. Hước đo gốc nha mọi người. Đây có thương hiệu là SK nha, SK Nhật sản xuất. Cái này là thép không gỉ ha. Thép nó pha cái chất chung là chất nó khó mà gỉ á. Chứ không phải thép bình thường. Đây nó để ký hiệu nè. Talet là thép không gỉ. Rồi cái thước đo gốc này cái mã 137.7 nha, giá 300.000. Tiếp theo là bốn cái cây chân chụp hình này nè. Tình trạng nó như vậy nha mọi người. Nói chung nó thiếu đồ. Này nó thiếu mấy cái đồ để bắt lên điện thoại nè. Như chân này là mua cái đồ gá để kẹp điện thoại là gắn vô là được ha. Cái này cũng vậy, cái này thiếu nè. Con này gắn máy chụp hình nè, chân mộng tư nè. Rồi, để coi chân này. Chân này kết nối vô điện thoại bấm nó nút nhưng nó bị không ăn rồi. Tình trạng đó. Đây kéo dài. Rất là dài ha. Dài độ 9-10 1 mét lận á. Rồi chân này thì không có gì hết. Không có nút gì hết. Chân này như cho rubber nè. Rồi chân này xài ok, bấm ok nha mọi người. Cắm vô điện thoại là bấm nó chụp à. Đây chân này kéo dài 1 mét nè. Chân này rất ok. Cái chân Nhật nó không phải như chân China mình hay thấy nha mọi người. Mọi người cầm vô biết nha, nó rất là chắc nha. Chắc hơn là cái chân China. Nó không có bị lỏng lẻo à, khá là chắc. Nó cùng một hiệu luôn. Nè cũng là Trung Quốc luôn nhưng mà xuất cho Nhật là nó rất là chất hơn nha. Rồi cái thằng này là toàn thân nó bằng nhôm. Khá là nặng. Chân này cho không biết cầm cầm chờ gắn máy chụp hình nha. Đây, hoặc là Google. Chân gắn cho Google. Nè, nó không có nút, không có gì hết đó. Dưới đây có đầu 1/4 luôn mọi người. Vặn vô cái chân khác nữa cũng được. Rồi bốn cái chân, nhưng mà bốn cái chân chân chụp hình nè, cái mã là 137.8 ha, 150.000, bán bốn cái luôn, bán chung bốn cái. Rồi tiếp theo là cái máy dò kim loại theo đúng như tiếng Nhật mình dịch ra là đây là máy dò kim loại ha. Đây on nè, là bật nè. Còn đây không biết là chức năng gì. Nó cũng giống nhau. Giờ mình để kim loại vô dò thử ha. Rồi, dụ như ở đây là cái kéo sắt. Đó. Cái chấm đỏ giữa là nó phát hiện ra ha. Nè. Đây là mới phát hiện ra là nó chớp chớp với cái chấm ngoài xa. Gần lên tí là chấm vô gần ha. Đó, tùy theo khoảng cách. Tùy theo khoảng cách nó phát hiện nha. Đó, càng vô sâu là nó thành một chấm giữa. Để coi công tắc này có khác gì không.
À công tắc này sao nó hiện luôn cái chấm vậy? À, nói chung là nó hoạt động như vậy ha. Cái này còn mới tin chưa sử dụng mọi người. Nó còn cái siêu luôn nè. Này xài pin 9V nha, đây. Pin này mới bỏ vô thử nè. Nó mới, nó chưa có pin luôn. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của nó là bằng tiếng Nhật không à. Đó. Mọi người tự nghiên cứu ha. Đây dò xuyên qua tường chắc được. Xuyên qua gỗ rồi đó. Ví dụ như mình làm mộc á, sợ có đinh trong gỗ rồi mình dò cái này qua nè là biết liền ha. Rồi, cái máy dò này có mã là 137.9 ha, giá 600.000. Rồi cuối cùng là cuộn dây điện 5m, dây điện của Nhật, dây 1.25, tải 12A mọi người, 12A. Đây dây đồng rất đỏ tươi, rất đẹp nè, dây nguyên, dây còn nguyên, dây 12A dài 5m mọi người. Đây chui cắm rất đẹp luôn, chắc dây này rất là dẻo luôn nha, đúng là nội địa Nhật rất là dẻo, nó dẻo lắm. Rồi cuộn dây điện này có mã là 137.10 ha, giá 150.000. Rồi em kết thúc video ở đây mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại video tiếp theo.